Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ, hơn nửa tháng qua có một lớp học đặc biệt được tổ chức trên bè cá của một người dân nằm giữa dòng sông Hậu với mục đích là tạo điều kiện cho những người dân nơi đây có thể giao tiếp tiếng Anh với khách du lịch. Và cứ thế, mỗi tuần 2 buổi thì người bơi xuồng, người chạy ghe máy cứ háo hức đến lớp bập bẹ vài ba câu tiếng Anh với niềm tự hào là sẽ giới thiệu được nét thú vị về quê hương của mình đến với khách quốc tế. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ MC Minh Châu đến với lớp học đặc biệt này nhé. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì Minh Châu sẽ cùng với các cô chú ở Cồn Sơn để tham dự một lớp học rất là đặc biệt. Lớp học này được mở miễn phí nhằm hỗ trợ cho các cô chú có thể giao tiếp và giới thiệu những nét văn hóa với người nước ngoài. Tuần 2 buổi, người dân ở Cồn Sơn lại rủ nhau đi học. Già có, trẻ có, tất cả ngồi chung một lớp với niềm háo hức rằng thời gian nữa sẽ có thể nói vài câu giao tiếp với khách nước ngoài. Lớp học được tổ chức tại bè cá của vợ chồng bà Trần Khánh Phượng. Nhiều năm làm du lịch, đón hàng trăm lượt khách trong ngoài nước, bà cũng luôn hy vọng nói được bằng tiếng Anh những thứ mà gia đình mình có thể phục vụ khách quốc tế. I'm from Australia. Gặp người nước ngoài mình muốn chào hỏi lắm, mình muốn biết và mình muốn tiếp xúc, mình muốn tâm sự, mình muốn giới thiệu một số vấn đề đơn giản của cái nơi mình làm việc nè, nhưng mà mình không biết nên mình nhìn mà mình muốn nói dữ lắm luôn. Nên khi có cái lớp học này á, thì mọi người sẽ nhủ nhau là ráng quyết tâm để học cho được những cái giao tiếp thường ngày thôi, để mình nói được vài tiếng với người nước ngoài. Khi chào hỏi sức khỏe rồi chào hỏi với nhau thì nó cũng vui. Mình cũng dân hướng dẫn thì mình nó nói mình thì mình cười cười gật đầu, mình hello vậy thôi. Bây giờ học mấy ngày nay thấy học mấy ngày nay thấy cũng vui, cũng biết được, cũng được chút ít. Hello. Wow. My name. Con thấy là những thầy cô ở đây rất là nhiệt tình dạy cho con học, để cho con biết cách chào hỏi, để cho con gan dạ để nói chuyện với người Tây. Con sẽ cố gắng, con mong là con sẽ cố gắng đi học để đi học mãi. Nice to meet you too. Goodbye. Vài năm trở lại đây, Cồn Sơn được biết đến là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long. Vẻ đẹp của vùng sông nước cộng với sự chân chất thật thà của người dân xứ Cồn đã thu hút hàng chục ngàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Tuy gặp khó khăn do nhiều độ tuổi và công việc họ bận rộn, nhưng bù lại tinh thần học tập của người dân rất hăng say. Mặc dù chỉ kéo dài trong 2 tháng, nhưng lớp học vô cùng ý nghĩa vì nó khởi phát từ tấm lòng của những cá nhân muốn đóng góp cho cộng đồng. Trước đó, tại điểm du lịch chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ, một lớp học tiếng Anh tương tự cũng đã được tổ chức cho trẻ em, mang lại hiệu quả rất lớn. Trong cái lớp mà học ở chợ nổi Cái Răng thì dành cho những trẻ em ở khu vực chợ nổi để các em có một cái ý thức nhận biết được về cái chợ nổi là như thế nào, là một cái khu du lịch nổi tiếng của Cần Thơ. Các em có thể tự giới thiệu về chợ nổi đối với du khách. Thì cũng như vậy, ở cái lớp học này thì tôi thấy rằng là người dân rất là nhiệt tình tham gia. Thì như đã thấy thì học sinh nhỏ nhất là chỉ có 7-8 tuổi thôi, mà học sinh lớn tuổi nhất là 60 tuổi. Còn có những cái gia đình là cả nhà đi học, thì điều đó cho mình thấy được rằng là người dân rất là cầu thị, muốn coi như là muốn cải thiện những cái kỹ năng của mình. Đó, tất cả là cũng là để muốn là phát triển cái du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn nó ngày một tốt hơn. Tôi rất là cảm động và thấy được điều đó. Ở mỗi buổi học thì các cô chú sẽ thay phiên nhau để chuẩn bị những đồ ăn thức uống, chủ yếu là cây nhà lá vườn, để bày tỏ tấm lòng và chia sẻ sự yêu thương đối với các giáo viên đã giảng dạy ở đây. Trên sông, những tiếng nói cười vang lên như không còn khoảng cách giữa thầy và trò.
Lớp học đặc biệt đang mang trên mình sứ mệnh giúp bà con Cồn Sơn tự tin giới thiệu nét thú vị trên quê hương mình bằng ngoại ngữ. Sự phấn khởi đầy ắp trên gương mặt mỗi người. Rồi đây Cồn Sơn với cuộc sống giản dị, người dân đùm bọc giúp đỡ nhau sẽ được bạn bè quốc tế biết nhiều hơn.